Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời Chiến, kênh chuyên làm sống dậy những câu chuyện lịch sử tưởng chừng đã bị lãng quên nhưng vẫn là những hồi ức đau thương, xen lẫn tự hào của dân tộc ta. Anh em thân mến, khi Mỹ thay chân Pháp nhảy vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam, họ đã không lường được rằng cuộc chiến này là không hề dễ dàng như mọi tính toán trước đó. Mặc cho là một cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, Mỹ vẫn bị một Việt Nam nhỏ bé giữ chân và ngày càng xa lầy vào cuộc chiến mà không biết đến hồi kết. Và để phục vụ cho kế hoạch chiến tranh lâu dài, Mỹ không chỉ dựng lên nhà nước tay sai Việt Nam Cộng Hòa, kêu gọi đồng minh tham chiến, mà còn cưỡng ép nhập ngũ những người Mỹ yêu chuộng hòa bình đang đấu tranh nhằm chấm dứt cuộc chiến này. Một trong số những vụ cưỡng ép đi lính không chỉ làm rúng động nước Mỹ, mà còn khiến giới thể thao thế giới nổ tung thời điểm đó, chính là sự kiện có liên quan tới tượng đài quyền Anh, Muhammad Ali. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Muhammad Ali không kháng cự một cách quyết liệt, buộc giới chức Mỹ phải hành động nghiêm khắc, nhưng không ngờ lại gây ra làn sóng phẫn nộ không kiểm soát. Vậy sự kiện đó diễn ra thế nào? Kết cục của Muhammad Ali ra sao khi quyết chống lại Mỹ và lý do đằng sau khiến võ sĩ huyền thoại này thà chấp nhận hình phạt từ phía Mỹ còn hơn là cầm súng sang chiến trường Việt Nam? Để tìm hiểu câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên, anh em hãy theo dõi video ngay sau đây, anh em nhé! Anh em thân mến, năm 1967, Muhammad Ali đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và được coi là một trong số những võ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử quyền Anh thế giới. Lúc bấy giờ, ông đã thắng 29 trận liên tiếp và giữ các đai vô địch WBA, WBC và The Ring hạng nặng thế giới. Tuy nhiên, vào cuối tháng 4 năm 1967, sự nghiệp thăng hoa của ông bỗng chốc gặp nguy hiểm khi mà Muhammad Ali đã từ chối tuyên thệ phục vụ trong quân đội Mỹ, dẫn đến không chỉ bị tước danh hiệu mà còn không còn cơ hội duy trì sự nghiệp đỉnh cao của mình. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 4 năm 1967, Muhammad Ali từ chối gia nhập quân đội Mỹ để tham gia chiến tranh Việt Nam, khiến ông bị tước giấy phép quyền Anh và tất cả các đai vô địch thế giới. Tay đấm huyền thoại nói rằng ông không gia nhập quân đội Mỹ vì lương tâm không cho phép, từ đó dẫn đến việc bị kết án 5 năm tù và phạt 10.000 đô la. Trong 4 năm sau đó, Muhammad Ali huyền thoại vẫn bảo vệ ý kiến của mình trong mọi hoàn cảnh, trước khi tòa án tối cao tuyên án tha bổng ông. Theo RT, trước đó vào năm 1966, chủ đề về nghĩa vụ quân sự đã đẩy sự nghiệp của Muhammad Ali đứng trước những viễn cảnh không bến bờ. Lý do là sau một bài kiểm tra IQ, chỉ số của ông là 78. Ban đầu công chúng không tin vào các số liệu được công bố, nhưng sau đó đã xác nhận trong quá trình nghiên cứu thứ hai. Do đó, Muhammad Ali đã không vượt qua bài kiểm tra và được tuyên bố là không phù hợp tiêu chí phục vụ trong lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, sau khi cập nhật các tiêu chí lựa chọn, trạng thái của võ sĩ huyền thoại đã được đổi thành phù hợp với việc gia nhập quân đội Mỹ. Kể từ lúc đó, Muhammad Ali phải chịu áp lực liên tục. Các nhà báo thường xuyên phỏng vấn ông những câu hỏi về chiến tranh Việt Nam và tay đấm huyền thoại không bao giờ từ chối nói về quan điểm của mình. Muhammad Ali vẫn luôn hùng hồn tuyên bố rằng ông là một người theo chủ nghĩa hòa bình và thấy không có lý do gì để gây chiến với người khác vì tất cả họ đều là anh em. Lương tâm không cho phép tôi bắn vào những người anh em của mình, những người có màu da khác hay những người nghèo khổ, đói khát vì lợi ích của nước Mỹ lớn mạnh. Tôi giết họ để làm gì? Họ không bao giờ gọi tôi là Nigger. Đây là một cách gọi miệt thị người da đen. Họ không tước đoạt quốc tịch của tôi. Họ đã không cưỡng hiếp và giết cha mẹ tôi. Tại sao tôi lại phải giết họ? Làm thế nào tôi có thể cầm súng bắn những người nghèo khó? Tốt nhất nên bỏ tôi vào tù. Ali luôn khẳng khái nói trước báo giới về việc ông từ chối phục vụ quân đội Mỹ giữa lúc chiến tranh tại Việt Nam đang căng thẳng. Trước thời điểm từ chối gia nhập quân đội Mỹ, Muhammad Ali vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cố gắng bảo vệ đai vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới của mình. Trong giai đoạn từ năm 1966 đến 1967, Muhammad Ali đã thắng 7 cuộc đấu lớn ở những cuộc thượng đài bên ngoài giới Mỹ như Canada, Anh, Đức. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1967, ông đã bổ sung thêm 3 trận thắng vào bộ sưu tập sự nghiệp của mình. Trong đó, lần cuối cùng tay đấm huyền thoại người Mỹ hạ gục Zora Foley. Nhưng hóa ra cuộc thượng đài ấy là cuộc đấu cuối cùng của Muhammad Ali trong thập niên đó. Sau những trận thắng, Muhammad Ali ngày càng bắt đầu lo lắng về vấn đề nghĩa vụ quân sự. Và vào ngày 28 tháng 4 năm 1967, ông đã phải đến trung tâm chỉ huy của lực lượng vũ trang Mỹ ở Houston để tuyên thệ. Nhưng ngay trước lúc đến phiên mình tuyên thệ, Muhammad Ali đã bất ngờ từ chối. Lúc đó họ nghĩ rằng tay đấm huyền thoại không tuyên thệ vì ông được gọi tên là Cassius Clay, tên cũ của Muhammad Ali trước khi thay đổi để theo đạo Hồi. Nhưng sau đó khi được gọi tên mới, Muhammad Ali vẫn một mực từ chối tuyên thệ. Khi nhớ lại trong cuốn tự truyện của mình, Muhammad Ali kể rằng ông bị đưa đến một phòng riêng và bị cảnh báo về việc từ chối thực hiện lời tuyên thệ sẽ khiến ông phải đối mặt với án tù 5 năm và một khoản tiền phạt đáng kể. Sau đó nhà vô địch quyền Anh hạng nặng trở lại để thực hiện lời tuyên thệ. Nhưng một lần nữa khi nghe tên mình, Muhammad Ali vẫn không phản ứng. Ông bị đe dọa giam giữ nhưng tạm thoát được hình phạt. Trong một lần giải thích, Muhammad Ali chỉ ra rằng ông là một nhà truyền giáo Hồi giáo, do đó đã từ chối phục vụ trong quân đội. Cùng ngày, Muhammad Ali được thả về nhà.
Thế nhưng quyết định từ chối tuyên thệ đã khiến sự nghiệp của Muhammad Ali gặp nguy. Bởi sau đó, Ủy ban Thể thao New York đã tước giấy phép quyền Anh và đai vô địch Hiệp hội quyền Anh Thế giới WBA của ông. Ngoài ra, ông tiếp tục đối mặt với một bản án vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Vào ngày 20 tháng 6 năm 1967, một phiên tòa xử vụ Muhammad Ali đã được tổ chức tại Houston. Ông bị kết án 5 năm tù và bị phạt $10,000. Sau khi bị tuyên án, ông đã kháng cáo nhưng đã bị từ chối và các phiên điều trần về vụ án của võ sĩ huyền thoại phải chờ phán xử tại Tòa án Tối cao Mỹ. Việc xem xét vụ Muhammad Ali kéo dài trong nhiều năm, nên ông không thể thượng đài để có những khoản tiền trang trải chi phí. Tình hình tài chính của võ sĩ huyền thoại lúc bấy giờ được mô tả là thảm họa bởi số tiền kiếm được trong các cuộc đấu trước đó đã cạn kiệt nhanh chóng. Trong thời điểm khó khăn nhất, Muhammad Ali được giải cứu bởi một người mà sau này trở thành đối thủ chính của ông là Joe Frazier, cũng là một trong những võ sĩ huyền thoại của Mỹ. Khi Muhammad Ali mất giấy phép và bị đình chỉ thi đấu trong 3 năm, Frazier đã hỗ trợ ông. Joe Frazier đã cảm thông và ông cho rằng ông đã hỗ trợ Muhammad Ali nhân danh tôn giáo. Ông Dave Wolf, thành viên của nhóm Frazier cho biết, Frazier đã giúp đồng nghiệp của mình không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả về tài chính. Một thành viên khác trong nhóm của Frazier, Butch Lewis, từng nói rằng ông đã chứng kiến Joe trao tiền hỗ trợ cho Muhammad Ali. Vì một số công việc, Joe và tôi đã đến New York. Muhammad Ali sau đó sống ở Sheraton. Chúng tôi đã vào một chiếc xe limousine. Sau đó mọi thứ là như thế này. Tôi đang ngồi trong một chiếc limousine. Một bên là Frazier, một bên là Ali. Họ gọi nhau là nhà vô địch. Tôi lấy tiền và dĩ nhiên tôi không cố đưa nó cho Ali. Nhưng tôi giả vờ rằng đó là một khoản vay và bỏ vào túi áo ngực của anh ấy, tức là Muhammad Ali. Frazier nói, chỉ cần cho tôi biết làm thế nào tôi có thể giúp bạn cho đến khi bạn lấy lại được giấy phép. Tất cả những điều này sẽ là bí mật giữa chúng ta. Trong chiếc limousine này, Lewis kể lại. Mặc dù không có giấy phép, năm 1970 Muhammad Ali vẫn trở lại sàn đấu chuyên nghiệp. Nó diễn ra ở Atlanta 3 năm sau trận đấu với Foley. Giấy phép được trao cho Muhammad Ali bởi chính quyền Atlanta. Và Jerry Quarry trẻ tuổi trở thành đối thủ của ông. Cuộc đấu tay đôi chỉ kéo dài 3 hiệp khi đối thủ của Muhammad Ali bị chảy máu và trọng tài quyết định dừng cuộc đấu. Một tháng rưỡi sau, Muhammad Ali lại bước lên võ đài Madison Square Garden. Tòa án Liên bang Mỹ phán quyết rằng Ủy ban Thể thao Nhà nước NSAC không có quyền thu hồi giấy phép của một võ sĩ trong thời gian kháng cáo và cho phép Muhammad Ali thi đấu tại thành phố New York. The Greatest, biệt danh của Muhammad Ali, đã nắm lấy cơ hội này và giành được danh hiệu thế giới còn trống theo Liên đoàn Quyền Anh Bắc Mỹ khi hạ gục Oscar Bonavent của Argentina, rồi thách đấu Frazier. Cuộc đấu giữa Muhammad Ali và Joe Frazier vào ngày 8 tháng 3 năm 1971 giữa hai võ sĩ bất bại tại Madison Square Garden được ví là cuộc đấu thế kỷ. Muhammad Ali đã thua ân nhân của mình bằng tính điểm, nhưng kể từ thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, The Greatest bắt đầu hành trình mới để trở nên vĩ đại. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1971, Tòa án Tối cao Mỹ đã quyết định hủy bản án có tội đối với Muhammad Ali. Sự kiện Muhammad Ali từ chối gia nhập quân đội Mỹ để tham gia chiến tranh tại Việt Nam trở thành một giai thoại trong lịch sử quyền Anh thế giới. Ali sau đó báo thù Frazier trong hai cuộc tái đấu, nhưng ông đã tôn vinh đối thủ của mình là chiến binh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngày 6 tháng 3 năm 2016, Ali qua đời ở tuổi 74. Ông được tôn vinh là một trong những nhân vật thể thao nổi tiếng có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 và là võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, với một thành tích sự nghiệp đồ sộ. Bên cạnh đó, người Việt Nam cũng nhớ tới ông như một người Mỹ chân chính, yêu chuộng hòa bình. Một võ sĩ dũng cảm đã dám đương đầu với cường quyền để giữ lại tôn nghiêm và tín ngưỡng mà bản thân đã thờ phụng. Vào thời điểm đó, khi đang có trong tay tất cả, nhưng Muhammad Ali vẫn quyết định đi theo lương tâm của mình, dù ông thừa biết cái giá phải trả là quá đắt. Một quyết định khó khăn, song đã khiến một võ sĩ huyền thoại trở nên khác biệt. Có những anh em cổ ước thời chiến có cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới video và đừng quên ấn like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ chúng mình, anh em nhé. Xin chào!